Tết đến xuân về thì ngày hôm nay Ly sẽ giới thiệu cho quý bà con chúng ta những loại cây giống chân Tết nha. Những ngày Tết thì quý bà con chúng ta có thể là trang trí cho khu vườn nhà mình nè, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta cũng có thể là để góc nhà, để sân vườn ha, hoặc là để bàn, tùy theo sở thích của bà con chúng ta thích chân chỗ nào ha. Cây đầu tiên em Ly muốn giới thiệu cho quý bà con chúng ta đó chính là cây hạnh nha. Cây hạnh còn gọi là cây tắc, miền Bắc của chú anh chị đã kêu bằng cây quất ha. Trên cây đang sẵn trái rất là nhiều nè, cây trái sum xê luôn ha. Một cây hái hết luôn là tầm khoảng là 3 kg trái trên một cây luôn. Cây lứa trái này nè, là tới Tết là nó vừa chín luôn nha bà con. Trái nè, đó, nó có từng ha, nó có từng giống như vậy. Anh chị mà về sang cái chậu to hơn một tí xíu, hoặc là sang cái chậu cao, đây bên Ly có cái chậu cao cao giống như vậy nè, quý bà con chúng ta sang cái chậu cao giống như vậy ha, là nhìn cái cây tắc ha, cây quất, cây hạnh này nè. Nhìn cái cây của mình nó rất là đẹp nha. Tắc này thì bên trong ăn nó chua ha, khi nó chín thì nó sẽ vàng hết cái cây, nhìn đẹp lắm nha. Những ngày Tết mà chúng ta có những cái cây giống như vậy ha, chúng ta chưng nhìn nó rất là sang, nó rất là đẹp. Thay vì quý bà con chúng ta mua một cái lãng hoa đi ha, thì chúng ta chưng thì qua Tết thì quý bà con chúng ta phải bỏ nè. Còn cái cây tắc, cái cây hạnh này thì quý bà con chúng ta chơi xong rồi chúng ta đem đi trồng, hoặc là trồng trong chậu ha, qua năm sau quý bà con chúng ta cũng có thể là chơi tiếp luôn nha. Rồi ngày thường thì quý bà con chúng ta có trái chúng ta ăn luôn ha. Đó, cây gia vị nè là một loại tắc đầu tiên. Rồi tới một loại tắc thứ hai nữa, đó chính là tắc cẩm thạch. Đây, tắc cẩm thạch bên Ly có cây to giống như vậy ha. Cây to cao như vậy á, là bên Ly đang cung cấp với cái giá là 700k trên một cây. Còn cái cây hạnh hồi nãy Ly chia sẻ, Ly quên báo giá cho quý bà con chúng ta là 190.000 trên một cây, là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Còn cây trên đây cũng đang trái rất là nhiều nè. Nhìn kỹ lại, trái rất là nhiều. Một cái đọt cuốn nè, một trái, hai trái, ba trái, bốn trái, năm trái. Rồi bên đây nữa nè, đó. Một cây như vậy là vài chục trái nha. Tắc cẩm thạch thì nó mang ý nghĩa hơn một tí xíu, phong thủy hơn một tí xíu, tại vì cái lá nó cẩm thạch, cái trái nó cũng cẩm thạch, nó sẽ độc lạ hơn nha. Đó, khi cái trái nó to hơn nữa thì nó sẽ ra cái màu giống vậy đây, cái màu giống vậy nè, và trái nó còn to hơn nữa nha. Trái này nó mới vừa già thôi, nó có hộp xanh sọc vàng giống như vậy ha. Bên Ly có cây nhỏ thì cây giống như vậy đó, cái cây nhỏ giống như vậy thì là 100k trên một cây ha. Đó, cái cây nhỏ như vậy, cái cây nhỏ thì cao khoảng 40cm, trên cây cũng đang ươm trái nha. À, anh chị nào chúng ta thích chơi những cây nhỏ như vậy thì quý bà con chúng ta lấy cây này ha. Rồi quý bà con chúng ta về mua cái chậu đẹp hơn tí xíu ha, mua cái chậu đẹp hơn nha. Cái chậu này là cái chậu mũ, mua cái chậu đẹp hơn tí xíu, chúng ta sang ra thì nhìn cái cây của mình nó cũng khá là đẹp rồi, treo thêm những cái liễn vô nữa. Đây, để Ly uống thử cho quý bà con chúng ta xem nha. Này, đó, cái liễn giống như vậy đây, đó ha, cũng rất là đẹp nha bà con. Sang cái chậu to hơn thì nhìn cái cây của mình thì nó đẹp hơn, lịch sự hơn. Đó, những cái ngày Tết thì chúng ta sang cái chậu đỏ hoặc là cái chậu màu trắng á, thì nhìn nó đẹp hơn nha. Đó, nhìn đẹp lắm nha. Cây này là 100k trên một cây, là cây thứ hai Ly chia sẻ rồi. Rồi tới cái cây thứ ba, tức là cây tắc thứ ba, đó chính là cây tắc thái. Tắc thái còn gọi là tắc giỏ ngọt. Cây trước màn hình Ly đang cầm trên tay đây ha, là 100k trên một cây nha. Khi cái trái nó chín thì nó sẽ màu vàng cam, những ngày Tết thì chân nhìn nó cũng rất là đẹp. Nhưng mà cái tắc ngọt này nè, còn gọi là tắc mỹ ngọt này ha, chúng ta ăn thì cái vỏ nó ngọt hoàn toàn, nhưng mà bên trong ruột khi nó chín nhiều nó mới ngọt nha. Còn nó chưa chín tới thì nó ăn vẫn có vị chua nha bà con, nó ít nước hơn là tắc thường của chúng ta. Nhưng mà cái trái thì nó dạng dài, trái nó dài nè ha, cái hình nó dài lắm, có trái nó dài tầm khoảng là 2 cái lóng tay của mình luôn á. Đây, giá bán cũng là 100k, trên cây cũng đang sẵn trái rất là nhiều ha. Anh chị nào chúng ta thích chưng những cái cây giống như vậy thì quý bà con chúng ta cũng có thể là về trang trí theo sở thích. Tại vì Ly ở đây là uống thử cho quý bà con chúng ta nhìn xem thử cái cây của mình nó đẹp như thế nào thôi ha. Đây, nó giống như vậy nè. Sang chậu ra là nhìn nó lịch sự, nó đẹp hơn nhiều nha. Tại vì Ly để trong cái bịch này, là trong cái bịch. Giá bán là 100k trên một cây, cây cũng đang sẵn trái luôn ha. Rồi, là cây tắc thứ hai. Cây tắc thứ ba chứ, cây tắc thứ ba Ly muốn giới thiệu. Rồi, để Ly quay cái cây tắc thứ tư cho quý bà con chúng ta cùng xem. Đó chính là cây tắc ngọt. Nhưng mà tắc ngọt của Đài Loan còn gọi là kim quốc Đài Loan nha. Chúng ta ăn từ cái vỏ ha, tới cái ruột bên trong, nó ngọt nha. Cái chín thì nó cũng sẽ màu vàng cam nha bà con. Trên cây thì cũng đang sẵn trái nhiều. Cái này là hình thức ghép bo ha. Giống này là thể loại giống mới nha. Bên trong ăn rất là ngon, thơm, đặc ruột lắm. Đặc ruột ruột. Đây, cây giống thì nó cao to tầm này thôi ha. Đây, cái hình thức của trái là nó như vậy, khi nó chín thì nó sẽ như vậy nha. Đó, kim quốc Đài Loan nha bà con. Ngày hôm nay Ly giới thiệu cho quý bà con chúng ta về 4 loại tắc mà đang thịnh hành nhất hiện nay luôn.
Thứ nhất là quất này, quất này quất bonsai, còn gọi là tắc bonsai, trên cây đang sẵn trái nhiều. Giá bán là 190k trên một cây, là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển thì tùy theo khu vực tầm khoảng 30 đến 40 ngàn trên một cây giống như vậy. Rồi tới loại tắc thứ hai, đó chính là tắc cẩm thạch. Bên ly có size nhỏ nè, size nhỏ là 100k. Còn cái cây trước màn hình quý bà con chúng ta, cây lớn, cây đang sẵn trái nhiều giống như vậy á, là 700k. Rồi có một size tiếp theo nữa là 500k nha. Ở đằng kia thì ly để cái bãi cây lớn á, nhiều lắm. Thì anh chị là chúng ta thích trồng cái cây mà 500k thì ly còn nhiều số lượng lắm nha bà con. Chúng ta kết nối Zalo thì ly sẽ gửi hình ảnh hoặc là quay trực tiếp cho quý bà con chúng ta dễ lựa chọn những cái cây đẹp nhất nha. Những ngày Tết, Tết đến xuân về thì ly sẽ thường xuyên cập nhật cho quý bà con chúng ta những loại cây giống mà đang sẵn trái giống như vậy ha. Rồi cô chú anh chị là chúng ta quan tâm thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.